Cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã bắt một phụ nữ Mexico 29 tuổi cùng một nam đồng phạm 47 tuổi mang quốc tịch kép Hà Lan Romani ở Croatia vì ăn trộm những chai rượu vang trị giá là 1,7 triệu đô la Mỹ tại Tây Ban Nha. Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm 2021 thông báo 45 chai rượu vang trị giá 1,65 triệu euro, tương đương với gần 1,7 triệu đô la Mỹ. Trong đó có một chai vang từ thế kỷ 19 có trị giá là 310.000 euro, tương đương với hơn 316.000 đô la Mỹ, đã bị lén đưa ra khỏi hầm rượu trong khách sạn El tại thành phố Caceres, miền Tây của đất nước. Giới chức mô tả đây là vụ trộm đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Các điều tra viên tin rằng người phụ nữ đã đánh lạc hướng nhân viên phục vụ tại khách sạn El Atio bằng cách là đặt đồ ăn về phòng. Trong khi đó, nam đồng phạm lén xuống hầm rượu, mở hầm bằng chìa khóa đánh cắp được từ trước và chất đầy các chai rượu quý vào ba lô